chào các bạn, tin nhanh 24/7. 4 mẫu xe mới làm náo loạn thị trường xe Việt Nam 2016. Yamaha Zenith. Zenith là mẫu xe tay ga phổ thông hướng tới khách hàng là nữ từ 19 đến 26 tuổi. Được ra mắt vào tháng 8 2016, xe kích thước dài nhưng rộng nhưng cao lần lượt 1850 x 705 x 770 mm, trọng lượng xe 97 kg. Zenith được trang bị động cơ Duro 125 phân khối cho công suất 9,5 mã lực tại 8.000 vòng phút, mô men sáng cực đại 9,5 Nm tại 5.500 vòng phút, phun xăng điện tử làm mát bằng không khí. Xe gồm 3 phiên bản gồm Standard, Duress và Premium. Bản Standard bắt đầu được bán ra thị trường vào tháng 8 với giá niêm yết là 27,5 triệu đồng. Đối thủ trực tiếp của Zenith tại thị trường Việt Nam là Honda Vision. Mẫu xe này hiện nay bán mức giá lẻ đề xuất là 30 triệu đồng. Honda Winner 70. Winner 70 hoàn toàn là mẫu xe Taycan đầu tiên của Honda sản xuất tại Việt Nam. Sản xuất đầu tiên của hãng xe Nhật Bản giới thiệu tại triển lãm ô tô xe máy 2016 diễn ra thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 7 tháng 4. Đây được coi đối thủ nặng ký của Yamaha Center trong cùng một khúc. Xe nổi bật với những nét góc cạnh mạnh mẽ, phong cách thể thao của một chiếc xe con tài. Hệ thống đèn pha với cụm đèn pha LED, đèn hậu, đèn xi nhan nổi bật. Mặt đồng hồ tích hợp màn hình LCD hiển thị các thông số về tốc độ. Sử dụng động cơ phun xăng điện tử BZ-MP 150cc, DOC hộp số xuất cấp, 4 kỳ, xăng đơn, làm mát và dung dịch. Xe có hai phiên bản gồm phiên bản thể thao với màu đỏ đen và trắng đen với giá niêm yết là 45,5 triệu đồng. Trong khi đó phiên bản cao cấp với màu xanh đỏ đen và đỏ đen với mức giá là 46 triệu đồng. Yamaha NBX 155. NBX là từ viết tắt của chiếc Novo Generation X. Theo Yamaha giải thích, NBX được hiểu là Novo thế hệ X. NBX hướng tới khách hàng là nam giới, độ tuổi từ 22 đến 15 tuổi hay là thế hệ 9X và 8X. Xe được trang bị động cơ Duro Standard dung tích 105 phân khối, SOC làm mát bằng dung dịch, phun xăng điện tử và ứng dụng cơ cấu xả nạp nhiên liệu biến thiên quanh chủ động VVA với tỷ số nén là 10.5:1, sinh ra công suất 14.7 mã lực tại vòng tua 8.000 vòng phút, mô men sáng cực đại 13.8 Nm tại 6.250 vòng một phút, hệ thống truyền động di đai V tự động. Xe bán ra thị trường Việt Nam vào ngày 1 tháng 12 với hai phiên bản bao gồm phiên bản tiêu chuẩn giá là 45 triệu đồng, trong khi đó phiên bản Premium ABS với giá là 51 triệu đồng. Honda SH300i. Cách đây ít ngày, Honda Việt Nam đã trình làng mẫu xe SH phiên bản 300 phân khối nhập khẩu từ Italia với giá niêm yết lên tới 248 triệu đồng. So với bản 150i và bản 150i thì SH300i là một thay đổi thiết kế. Xe có kích thước dài nhưng rộng nhưng cao lần lượt 2131 x 728 x 1193 mm. Xe sử dụng chìa khóa thông minh, trang bị cốp chứa đồ 19 lít, vừa đủ để một mũ bảo hiểm cả đầu, phanh ABS trên 2 kênh, bánh 16 inch. Xe không trang bị hệ thống Indy Stop tự tắt máy khi dừng quá 3 giây. Công nghệ này có mặt trên chiếc 150i và 150i lắp ráp tại Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Hẹn lại ở clip kế tiếp. Nhớ like hoặc share và nhấn subscribe.